Sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận họp nghe báo cáo xem xét việc vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi của hộ gia đình ông Trần Thành The ở tổ dân phố Đầu Vũ, phường Văn Đầu. Đồng chí Phạm Văn Diện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan và phường Văn Đầu. Gia đình ông Trần Thành The ở tổ dân phố Đầu Vũ, phường Văn Đầu đã thực hiện một công trình xây dựng tạm trên diện tích gần 8m2 ở diện tích gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2011. Tuy nhiên, công trình này chưa xin cấp phép xây dựng và nằm trong hành lang công trình bảo vệ thủy lợi. Ngay khi gia đình thực hiện công trình, Ủy ban Nhân dân Phường Văn Đầu đã phát hiện sự việc và làm việc với gia đình yêu cầu chấp hành quy định về sử dụng đất đai, xây dựng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Diện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu Phường Văn Đầu và các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố hướng dẫn, nhắc nhở gia đình ông Trần Thành Thê thực hiện tốt quy định trong lĩnh vực đất đai, xây dựng